Cuối cùng thì mình tin vào những cái nó thuộc về cái sự vận hành mang tính gọi là mang tính nguyên tắc, mang tính quy luật cuộc đời. Yeah. Tự nhiên có quy luật đào thải tự nhiên thì xã hội cũng sẽ có quy luật đào thải của các cái mối quan hệ xã hội. Một doanh nghiệp không khỏe mạnh chắc chắn không cần phải đợi Gen Z nhảy việc đâu, không cần phải đợi người lao động nhảy việc đâu nó sẽ tự chết. Về phía những bạn trẻ thì mình chỉ hy vọng vậy thôi nào. Nhảy việc cũng được. Nhưng hãy lưu ý cho chị hai điều thôi. Một đó là thời gian tại vì các bạn nhớ một điều trong tư cách của một người làm tuyển dụng tôi cảnh báo luôn á chúng tôi không thường không hạnh phúc khi đọc những cái cv những cái profile mà các bạn nộp vô mà chúng tôi thấy một năm bạn làm việc tới bốn chỗ nó không có làm giàu lên một cái hình ảnh về việc ủa em nhiều kinh nghiệm không Chỉ cho thấy là sau đời em rối ren vậy và tôi hoàn toàn có quyền hoài nghi là sao bạn có thể rời đi sớm như vậy bởi vì bốn lần trong một năm thì có nghĩa là trung bình ra là bạn chỉ trụ ở một công ty khoảng 2 tầm hai tháng, 2, 30, 3 tháng. tháng thường là hai tháng thôi tại vì bạn còn có một tháng để bằng apply qua công ty mới mà như vậy thì hai tháng tức là so vô một cái chiều dài sử dụng một nhân sự là bạn gần như chưa hết giai đoạn thử việc Đúng. gần như chưa hết giai đoạn tập sự tức là chưa gì hết là bạn đi rồi mà nếu như bạn đi ở một công ty thì nó là công ty đó nó có vấn đề em đi sớm gọi là chia tay sớm bớt đau khổ nhưng, nhưng mà muốn công ty thì là bạn đang có vấn đề đúng rồi. một là về mặt năng lực hai là về cái việc các bạn xây dựng mối quan hệ khả năng giao tiếp và những kỹ năng mềm của các bạn có vấn đề chưa kể là bạn còn được gắn một cái nhãn dán là bạn là ai đây bạn muốn cái gì đây mà muốn cái gì mà bạn đi lân la khắp nơi đấy gián điệp đúng rồi bạn hoàn toàn có thể là những cái bạn trẻ có tư duy ăn sổi ở thì em lê la hết các công ty để anh chi? Để em về em xây riêng cho em Ủa người ta có quyền bảo vệ bí mật kinh doanh của người ta chứ Vậy thì tại sao người ta phải nhận bạn okay. Như vậy thì chúng tôi không hạnh phúc đâu Và nhà tuyển dụng không có cảm thấy đáng tin Với những cái hồ sơ mà ở đó Cái tần suất và cái mật độ nhảy việc của các bạn Nó kỳ lạ tới như vậy Cho nên là nhảy cũng được Nhưng hãy nhớ về thời gian okay. Thời gian ở đó là gì? Thực ra dưới 6 tháng nó vẫn còn nguy cơ đó nhưng mà ok, trên 6 tháng là cũng tạm chấp nhận được rồi. Ví dụ như đọc cái hồ sơ của các bạn. Trong vòng 3 năm mà em làm hai công ty hoặc là ba công ty. Nó cũng có trở trạo đó nha. Rồi. Chứ không phải không đâu. Nhưng mà cũng được rồi. Đó, nhưng mà 17 năm em làm ở một công ty à thì chưa có Gen Z nào có thanh niên 17 năm đâu hen rồi đó nhưng mà nói chung đó là nếu có nhảy việc thì hãy lưu ý về mặt thời gian về mặt thời gian và chỗ này không phải là lưu ý để mình chiều lòng cho doanh nghiệp đến sau đâu mà là ở chỗ này nè mình đã thử thách bản thân mình đủ nhiều chưa giá trị của công việc trước tiên tiền lương nói gì thì nói đi làm vẫn phải vì tiền hay minh bạch lên nhưng giá trị của một cái nghề nó còn nằm ở trải nghiệm làm để học mà cái nghề nào cũng dễ trơn cái nghề nào cũng có những cái giá trị về mặt đào tạo trong quá trình làm nghề hết á nếu có nhảy việc thì hãy lưu ý thứ nhất là về mặt thời gian. gian và cái thứ hai khi đi rồi hãy nhớ về cái nết bỏ đi bạn đừng quên rằng các doanh nghiệp cùng một lĩnh vực luôn có kết nối với nhau chính xác và khi mà bạn đối xử rất tệ với một công ty a thì kiểu gì thì vị trí của bạn cũng là tương đương ở một công ty cùng lĩnh vực bây giờ mình lấy ví dụ các bạn học về hóa mỹ phẩm đi nếu các bạn học hóa mỹ phẩm thì các bạn không làm cho Unilever thì các bạn qua BNG. Còn không qua thì nếu bạn làm cho Unza chứ giờ bây giờ hoặc là những công ty nào nó cũng cùng một cái hệ thống như vậy thôi, cùng một cái nhóm ngành hàng. Thì mặc dù họ là đối thủ của nhau nhưng họ cũng là hệ sinh thái của nhau. Các bạn thường quên khi làm chủ người ta có nhiều vấn đề về về mối quan hệ và bạn tệ với một công ty yên tâm cộng đồng tuyển dụng sẽ có được cái thông tin đó cho nhau và bạn rất khó apply những công ty khác cùng một nhóm lĩnh vực lúc này có một cách thay tên đổi họ đổi luôn nghề nghiệp <laughs> đổi đi luôn qua công ty khác phước công dân à, không cái đó quá đáng quá <laughs> nhưng mà đó cầu kỳ lắm á nên là quýt job cũng được đi đâu sao đâu đời của mình mình tính nhưng mà ok không thương thì cũng đừng nói lời cay đắng nếu có nói hay vô rất kính <laughs> còn có cái còn số 3 nữa không hay nhiêu đó thôi à, nhiêu đó được rồi dạ. nhiêu đó là cũng quá đầy đặn rồi quá đầy đặn cho những bạn trẻ những bạn gen z nếu như mà chúng ta đang làm trong một cái môi trường công việc mà các bạn cảm thấy là chưa thỏa đáng với những cái điều mà các bạn mong chờ và các bạn nghĩ rằng là tôi phải nhảy việc hay là tôi có nên nhảy việc hay không thì các bạn sẽ cân nhắc dựa trên những điều mà mẫn với chị a chia sẻ với các bạn từ nãy đến giờ để xem các bạn phải cân đông đo đếm và mình dùng lý tính để mà mình ngồi mình phân tích chứ không phải là mình chỉ thuận theo cái cảm xúc cá nhân chán quá nghĩ xếp la không cần biết đúng sai nhưng mà vì tôi tổn thương nghĩ tức là nếu như các bạn chỉ dựa vào cảm xúc để một quyết định thì tôi tin rằng là các bạn sẽ nhảy việc không phải là năm nhiều khi bốn lần đâu mà nhiều khi các bạn giống như cái bạn nhân viên của, của của tôi vậy đó giờ nửa tháng các bạn nhảy một việc rồi các bạn dự tính là các bạn một tháng lẽ không, không lẽ một tháng các bạn nhảy bốn việc hay là sao <laughs> thì thì nó sẽ tạo cho mình một cái vòng luẩn quẩn và cái sự trưởng thành đó mình cũng không biết khi nào nữa thì lúc đó các bạn sẽ make cấp thông tin các bạn nói em làm freelancer Ok. Đúng không? Whatever các bạn có quá nhiều cái điều để mà các bạn chia sẻ. Rồi thì thôi thì là với tập ngày hôm nay á nó là cái câu chuyện đứng ở trên hai góc nhìn của những của các công ty của các nhà tuyển dụng và như cả người già, lao động cả, nữa. của và hai ông của, già và bà cả. của mình một cái người mới vừa ra trường xin việc. Dạ tạm biệt đi mọi người. Tạm biệt ở đoạn này. Không tiếp tục được nữa đâu. Quá trời. Không, mà. chưa 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 Nếu như ấy. mà các bạn cảm thấy là ở cái câu chuyện của À, người lao động hoặc là các bạn Gen tại sao các bạn nhảy việc mà các bạn còn thấy ấm ức chuyện gì đó kể đó. nghe chơi kể nghe chơi kể chứ. nghe comment kể nghe chơi để làm chi để cho tụi mình có thể khai thác thêm một cái nhiều khi không phải là một đâu mà có khi được vài tập ở những cái điều mà nhiều khi ngày hôm nay vẫn với chị A mãi mê say nói và cái câu chuyện này mà nhiều khi bỏ quên một cái lát cắt nào đó thì các ừ. bạn có thể nhắc lợi dụng cộng đồng của em lợi dụng mối quan hệ cộng sinh à, mà thôi, thôi, tắt đi, tắt đi okay. xong rồi Tạm biệt mọi người nha tụi tôi tính xong. bye bye